Nền kinh tế châu Á được dự báo phục hồi sau khi tăng trưởng âm 0,2% trong năm ngoái, theo báo cáo của Triển vọng phát triển châu Á năm 2021 của Ngân hàng Phát triển châu Á mới được công bố. Tăng trưởng của khu vực được dự báo sẽ giảm nhẹ xuống còn 5,3% trong năm 2022. Kinh tế Việt Nam tiếp tục được dự báo tăng trưởng mạnh nhất trong khu vực. Tăng trưởng kinh tế ở các nền kinh tế đang phát triển châu Á sẽ phục hồi ở mức 7,3% trong năm nay, được hỗ trợ bởi sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế toàn cầu và những tiến bộ ban đầu nhờ vaccine COVID-19. Các nền kinh tế phụ thuộc vào thương mại của Đông Nam Á cũng sẽ phục hồi, dự báo tăng trưởng 4,4% trong năm nay và 5,1% trong năm 2022. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được dự báo sẽ phục hồi ở mức 6,7% trong năm nay, bất chấp sự bùng phát trở lại của đại dịch COVID-19 ở các quốc gia lân cận và tăng lên 7,0% trong năm 2022. ADB cũng nhận định Việt Nam có thể duy trì tăng trưởng bao trùm bằng cách làm dịu đi tác động của đại dịch đối với nghèo đói và thu nhập. Tuy nhiên, tốc độ triển khai chương trình tiêm chủng COVID-19 không đồng đều trên toàn cầu có thể trì hoãn việc Việt Nam trở lại với mức tăng trưởng mạnh mẽ trước đại dịch do nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào thương mại quốc tế.